Năm mới ai cũng có những dự cảm và ước vọng cho riêng mình, dù là những người trẻ mới lập nghiệp hay các doanh nhân đã thành danh trên thương trường. Tất cả đều khát khao vươn lên, khát khao làm giàu, không chỉ cho bản thân mà còn mong mỏi kiến tạo những giá trị hữu ích cho xã hội. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những kỳ vọng của giới doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp trong năm mới Đinh Dậu. Thời khắc chuyển giao năm mới đã điểm, và đây cũng là quãng thời gian để doanh nhân này lắng lại sau một năm bươn chải với thương trường. Tiến thân, kim ngân nâng tầm dân Việt, chúng ta đã tạm biệt năm khỉ. Thế và năm khỉ thì cái đồng tiền của Việt Nam đã giữ vững được tỷ giá, có giá trị lên. Thế và kinh doanh năm vừa rồi có dấu hiệu khởi sắc và đồng tiền có hiệu quả. Chính vì vậy đã nâng tầm cả nhận thức, cả đời sống của nhân dân Việt Nam lên. Sớm nay, mùng 1 Tết, gia đình ông Lê Đắc Sơn lại quây quần về bên nhau. Từng là quân nhân, giáo viên, rồi ông chủ ngân hàng, giờ lại quay về đầu tư cho giáo dục. Những chuỗi khởi nghiệp không ngừng nghỉ, gia đình ông có thể coi là một gia đình khởi nghiệp. Còn ông Lê Đắc Lâm, người thanh niên vừa huy động thành công hàng chục tỷ đồng cho dự án khởi nghiệp ở phòng khách sạn. Năm 2016 là 20% khách tăng trưởng khách du lịch quốc tế này, từ 8 triệu đến 10 triệu. Năm 2015 thì tăng trưởng đến từ 10 tỷ đô đến 15 tỷ đô doanh thu từ ngành du lịch. Đây là một cái ngành vô cùng tiềm năng. Không chỉ những người lớp trẻ như Lâm háo hức khởi nghiệp, mà ngay cả những doanh nghiệp, doanh nhân đã thành danh cũng đang tái khởi nghiệp lại chính mình. Bản thân CMT chúng tôi cũng nhận thức rằng là chúng tôi phải thay đổi. Thì cái thay đổi đầu tiên là chúng tôi xây dựng thành cái tổ chức doanh nghiệp sáng tạo, mà muốn để tức là muốn công ty muốn tồn tại phát triển trong cái thế giới về công nghệ thì rõ ràng là yếu tố sáng tạo trong công ty công nghệ là hết sức là quan trọng. Một cái nền nông nghiệp công nghệ cao và nâng cao cái giá trị sản xuất để góp phần vào tăng trưởng kinh tế xã hội. Đây là một cái dư địa rất lớn cho các cái doanh nghiệp như chúng tôi để phát triển trong những năm sắp tới. Những điểm sáng mới đã dần xuất hiện. Điều đó nó thể hiện qua cái năm 2016 là có trên 110.000 doanh nghiệp được thành lập mới, con số kỷ lục nhất từ trước đến nay. Vietcombank đã đề ra tầm nhìn và mục tiêu chiến lược đến năm 2020 là trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 300 tập đoàn tài chính lớn nhất toàn cầu và quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế tốt nhất. Toàn bộ những cái nỗ lực về thể chế trong thời gian tới là phải nhằm thúc đẩy phát triển mạnh mẽ cái khu vực kinh tế tư nhân trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở khu vực nông nghiệp, nông thôn để chúng ta có thể duy trì được đà tăng trưởng. Nhà nước kiến tạo, còn xã hội thì sáng tạo. Có lẽ đây là những từ khóa cho nền kinh tế Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam phát triển trong cả chặng đường dài phía trước. Và một khi động lực cho tăng trưởng đã được nhận diện thì cũng có nghĩa là một không gian mới cho sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam cũng như nền kinh tế Việt Nam đã được khai mở.